Trúc Trương và Tông Trần. Xin đến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự đề ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, income property, condo, townhouse hay hoặc vacant land, xin đừng ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Tông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương uy tín, tận tâm, nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Nếu quý vị nào đang đi tìm một agent mà đủ kinh nghiệm và làm tận tình cho quý vị để đặt quyền lợi quý vị trên hàng đầu, xin quý vị cho Thông Trần, Trúc Trương một cái cơ hội để giúp đỡ quý vị. Thì Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Broker làm việc tại 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu thì cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nha quý vị. Để trở lại với chủ đề của ngày hôm nay đó, thì những tháng năm vừa rồi, thị trường đề ốc rất là hot đúng không quý vị? Ai cũng là mệt mỏi về cái interest rate lên cao mà giá nhà thì đang đi xuống ít thôi. Cũng thành ra là cũng nhiều lo lắng. Thì bây giờ sẵn cái dịp cũng cuối tháng 10 rồi quý vị, là cái ngày lễ Halloween đó, thì Trúc Trương và Thông Trần cũng nói về đề ốc nhưng mà cũng liên quan tới những cái ngày Halloween, ngày lễ ma đúng không? Thì đó là cái chủ đề là địa ốc và những căn nhà ma, nó liên quan tới cái mùa lễ của cuối tháng này nha quý vị nha. Thì thật ra đó là quý vị cũng biết là đôi khi thí dụ như là mình đi mua nhà, có nhiều người khách hàng họ cũng sợ những căn nhà mà có người mất đúng không? Thì những cái căn nhà mà có người mất đó, thực sự ở theo cái luật mua bán nhà thì họ cũng có những cái giấy tờ để họ báo cho mình biết là cái ngôi nhà đó có người mất hay không ha, hay hoặc lúc mà họ bỏ cái listing đó lên thị trường đó quý vị, thì họ cũng sẽ cho mình biết, disclose cho mình biết đó, là báo cho mình biết là cái nhà đó có người mất hay là có chuyện gì xảy ra trên căn nhà đó. Nó đều có những cái giấy tờ để họ trình bày hết cho mình. Ngoài những cái chuyện tình trạng căn nhà, rồi những cái chuyện mà họ có upgrade những cái thứ gì trong căn nhà đó, rồi căn nhà đó hàng xóm có ồn ào hay không, hay hoặc xung quanh đó có gần phi trường, gần những cái giống như là trạm xe lửa hay đường rầy xe lửa, hay hoặc là những cái gì đó, họ đều disclose hết trong giấy tờ hết nha quý vị. Mua bán nhà ở bên Mỹ là cái luật họ phải bắt disclose đó cho người buyer hết. Trong trường hợp mà người chết thì trong vòng 3 năm thì họ phải disclose, họ phải nói cho mình biết. Mà hơn 3 năm họ có quyền họ im lặng, giữ im lặng, họ không cho mình biết. Nhưng mà với những cái căn nhà mà những cái cây mà bự á, mà nổi tiếng á, cho dù trên 3 năm họ cũng phải bắt buộc họ báo cho mình biết. Thật ra đó, theo đúng cái luật á, là thí dụ như nó có một cái câu hỏi là cái nhà đó có người mất trong vòng 3 năm hay không, đúng không? Thì cái người agent họ sẽ giúp cái người chủ nhà, nếu thật sự có thì họ sẽ check mark vô, có người mất trong vòng 3 năm. Nếu mất bình thường quý vị, giống như những người già, những người bệnh, mất bình thường thôi, chết một cách lý do bình thường, thì miễn sao mất trong nhà thì họ sẽ check mark là có, là mark vô là có người mất trong nhà đó trong vòng 3 năm. Nếu mà sau 3 năm không cần disclose, không cần giống như là không có cần báo cho cái người buyer đó biết, cái người mua nhà đó không cần báo, ngoại trừ những cái trường hợp nào mà thí dụ như giết, tự tử đúng không, bị cướp, giết chết đó quý vị, hay hoặc tự tử, hay những cái criminal gì đó mà chết trong nhà, thì những cái lý do quan trọng đó thì phải disclose cái lý do. Cho dù mặc dù trong vòng 3 năm mất, nhưng mà mất chết bình thường thì cũng không cần cái lý do lắm, ngoại trừ những cái gì quá khủng khiếp á, thì phải disclose cái lý do luôn. Chứ thật ra người ta chỉ cần biết là nhà có người mất được rồi, không cần biết lý do ha. Rồi ngoài ra như Thông Trần nói đúng, sau 3 năm rồi không cần disclose nữa, ngoại trừ những cái như Trúc Trương nói là chết vì những cái lý do quá đặc biệt á, thì phải báo cho người ta
để người ta có đồng ý, người ta tiếp tục người ta mua hay không. Với lại một phần nữa, thường thường thì nói chung á là nhà nhà nào mà lâu năm cũng có người chết trong gia đình á, và cái lực Mỹ nó cũng hay đó quý vị. Nếu quý vị đang hấp hối, quý vị gọi 911 mà 911 chưa tới kịp mà quý vị đã chết trong nhà rồi, nhưng mấy người hấp hối người ta vẫn kéo quý vị ra hấp hối ở ngoài sân, rồi người ta mới báo rồi quý vị chết, nên quý vị cũng không gọi là chết trong nhà. Ngoại trừ là quý vị đã chết trong nhà rồi mà chưa gọi 911 á, cũng chưa nghe không là ok vậy người ta mới bị có nghĩa chết. Là thí dụ như cái người mất, cái người ở trong nhà đó mất, nhưng mà mất tại trong nhà đó thì được lâu, còn không cần, nếu như mất không trong sâu, không phải trong cái căn nhà đó thì không cần được lâu. Thí dụ như những người ở đó người ta mất nhưng mà người ta mất trong bệnh viện không sao, phải không? Thí dụ như không cần nói là được lâu, chỉ nói là có người mất. Nhưng mà thật ra đó, thường nếu đúng như theo cái luật mà trên giấy tờ đó quý vị, nếu như mà quý vị chết ở trong nhà, giống như chút cái hơi thở cuối cùng ở trong căn nhà của mình thì mới là death row. Còn nếu như miễn sao không phải ở trong cái nhà thì là mình không cần. Ngoài sân là không cần gì, không cần. Bởi vì không mới nói á là 911 những người cứu cứu đó, 911 có đến đó, cũng những người mà đi cứu người á, mà biết là trên đường nó tới mà người đó đã vừa tắt thở mà, nhưng mà ta không có để nói là chết trong nhà, họ vẫn làm cho một cái favor đem người đó ra ngoài gấp rồi họ mới nói là chết. Cái thật ra thì trên giấy tờ thì họ cứ báo cáo rồi đó, cái giấy tờ của cái luật ở trong bệnh viện thì họ muốn biết rõ ràng thôi. Còn về cái luật mua bán nhà thì là quý vị chỉ cần biết người ta được lâu, về cái người mất là mất tại trong nhà, còn trong bệnh viện hay ngoài đâu thì người ta không cần được lâu. Nhưng mà thật ra nếu chết bình thường thì người ta cũng nói cho mình bình thường, không có sao hết. Nhưng mà thí dụ như là những cái như Trúc Trương, Thông Trần á, đôi khi có những cái kinh nghiệm. Bây giờ mà mình nói, nãy giờ mình nói về cái luật luật bây giờ nói cái về người kinh mất nghiệm, ở trong trong nhà đúng không, thì đúng là họ đã phải có giấy tờ được lâu hết đúng không. Rồi bây giờ Trúc Trương và Thông Trần, sẵn chính vì cái chủ đề của cái ngày lễ Halloween thì Trúc Trương và Thông Trần sẽ chia sẻ với quý vị cái những cái trải nghiệm mà Trúc Trương và Thông Trần đã trải nghiệm qua với những căn nhà mà có người mất nha quý vị. Thì nói nhà có ma thì mình cũng chưa có từng gặp đúng không, nhưng mà mình có những cái trải nghiệm kinh nghiệm về những cái căn nhà mà đã có người mất. Thì có một lần đó thì Trúc Trương và Thông Trần đầu tiên là có một hồi xưa đó ha, có một cái căn nhà kia thì Trúc Trương và Thông Trần dắt một cái người khách đi coi căn nhà ở Corona đó quý vị, ở thành phố Corona. Thì hai vợ chồng trẻ đi coi căn nhà đó thích lắm, đi coi open house thì họ vô căn nhà đó thích lắm, nhà nó cũng còn mới. Trúc Trương nhớ hình như cũng căn nhà đó đời 80 mấy hay 9 mấy gì đó, cũng không có cũ, nhà 2 tầng rất là đẹp, mới nhìn nó cũng là ấm cúng lắm đúng không, vô không có feeling gì, không có gì hết. Cái xong cái hai vợ chồng người khách đó rất là thích quý vị, thích căn nhà đó, nói thôi bây giờ về chị Trúc offer giùm em căn nhà này. Thì là Trúc Trương cũng làm cái offer gửi đi rồi, ký xong hết rồi, nhưng mà không biết cái không biết làm sao đó, cái tự nhiên bình thường đó là mà gặp cái căn nhà đó quý vị, là cái người agent đó không có được lô, lúc mà họ list trên thị trường đó họ không có để ở trong cái information là nhà đó có người mất trong vòng 3 năm, họ không có để ở trong đó. Chính vì vậy Trúc Trương cũng không biết, thấy không, thường là phải để, thấy không, thường là phải để đó. Rồi xong cái người agent nó không có được lô trên cái lúc cái listing, cái khi mà gửi cái offer đi rồi đồng ý hết trơn rồi, hai bên đồng ý ký tên rồi, chỉ chờ cái qua ngày mai là để mở cái show thôi. Thì không hiểu Trúc Trương có cái cảm giác làm sao đó, chứ thường là Trúc Trương sẽ không hỏi, nếu như họ không nói trước như vậy Trúc Trương cũng không hỏi mention tới. Trúc Trương mới gọi người agent nói cho tôi hỏi thử nha, cái nhà đó có người mất trong vòng 3 năm có người mất hay không. Thì cái cô agent đó cái bắt đầu bà mới kể là trong nhà đó là có người mất,
Tại vì cho dù họ không có bỏ lên trên cái lúc họ list, nhưng khi mà mình mở escrow rồi họ cũng phải disclose trong giấy tờ, đúng không? Thì đó, nhưng mà lúc này mình chưa mở escrow. Thế là chú Trương hỏi cái người agent đó, thì cái cô agent đó cổ nói là có người mất. Mà quý vị biết mất như thế nào không? Là cổ kể là có trong nhà đó có một cậu con trai còn trẻ đó, là không biết bị stress hay là bị như thế nào đó, giống như là có kiểu mà bức xúc gì với người cha đó, không biết hai người gây lộn sao đó, thì là mới dùng cái cây baseball đó quý vị, chơi đánh bóng á, baseball, dùng cái cây đó đấm vô người cha, giống như tấn công người cha chết luôn trong căn nhà đó, chết trong căn nhà đó ha. Rồi xong trong lúc đó đó thì cái người làm vườn á, giống như cái người ta mướn gardener đang làm vườn cắt cỏ không sao vườn đó, thì cái ông gardener ổng nghe kêu cứu, thì ổng mới chạy vô ổng giúp, giống như ổng giúp để giúp cái người cha đó. Mà ai ngờ cái cậu trai đó đánh luôn cái ông gardener đó, mà đánh luôn cái ông đó cũng bị trọng thương quý vị, mà người cha thì mất tại chỗ trong căn nhà đó. Rồi thế là cái người mẹ đó cũng khi mình mà sau này nghe tin như vậy đó thì cũng giống như là quá kinh khủng đi, thì bà cũng sợ lắm. Thì lúc sau này cái người con trai đó thì đương nhiên là bị bắt rồi, đúng không? Bị bắt bỏ vô chờ xét xử đó quý vị. Thì trong lúc đó thì là sau này chỉ còn một mình cái bà mẹ bà ở nhà đó, bà sợ thì bà mới bán căn nhà đó đi. Mình không biết có ma hay không, mình không biết sau đó, nhưng mà có cái là bà bán mới, bà mới list lên bán căn nhà đó. Mình là cái người dắt khách đi mua, thì mình hỏi như vậy, thì cái bà ấy chầm bả thì slow bà kể cho mình nghe như vậy đó quý vị ha. Cái xong rồi cái mà trong lúc đó mình đang hỏi cho bà agent đó, thì là lúc đó thì cái người buyer đó họ cũng gọi, tình cờ mới vừa cúp phone cái người agent đó mình tính báo cho buyer là cái nhà nó có người mất, vì cái việc nó lý do là như vậy như vậy, thì mình phải báo cho cái người buyer mình trong lúc mình chưa kịp gọi, thì cái người buyer đó quý vị, người khách hàng đó gọi lại cho cháu Trương nói, chị Trúc ơi, em nghĩ chắc mình cũng tình cờ thôi quý vị, chắc em nghĩ là em không có mua căn nhà này nữa, em cancel. Là tại vì lúc mà hồi sáng á, mình đi coi open house, vợ chồng em thích lắm. Rồi tối nay nè, tụi em mới vừa đi coi lại, tại muốn coi buổi tối rồi coi khu vực nó an ninh hơn, nó có yên tĩnh, có người ta có parking dưới đường nhiều hơn, giống như nó có ồn ào, coi nó có safety không đó. Tối hai vợ chồng chạy quanh lại coi cái khu vực đó, thì tình cờ họ đi coi lại cái khu vực đó, họ hỏi cái người hàng xóm á, quý vị, người hàng xóm kế bên đó là ở cái khu vực này nó như thế nào, tình hình khu phố này ở như thế nào. Cái người hàng xóm họ kể hết trơn cái vụ mà bị đánh chết như vậy đó, người cha bị đánh chết là cổ hết hồn. Mà mình cũng vừa chứ mới hỏi cô ấy chà, thế là mới phai đào ra là cái sự việc như vậy. Thế là hai vợ chồng đó sợ quá phải bác ra ao ra căn nhà đó, họ không dám mua. Mà trong khi đó cái vụ việc đó quý vị là một cái tin rất là chấn động ở Corona lúc cái thời điểm đó, đăng lên news, lên báo, lên đài gì đủ thứ, tại giết một cách dã man lắm, đánh cái người cha một cách dã man. Mà cái cô đó cổ ở trên khu Corona đó mà cổ không biết. Mình nhưng có cái là người list trong agent họ không disclose lúc đầu, họ phải disclose bắt được đầu luôn, mà họ lại họ không disclose lúc đầu, nghĩa cô đó không biết lực lắm. Thật ra là phải disclose lúc mà list ra nó, mặc dù không có list ra public, nhưng mà ngay cái khoảng mà agent họ sẽ nhìn thấy được đó quý vị, đáng lẽ cũng phải đó, mà cổ không có báo từ lúc đầu đó. Thế là cái cô ba sợ quá phải cancel cái căn nhà đó quý vị. Cái đó là cái căn lần đầu tiên Trúc Trương bị cái vụ mà cancel vì lý do là người mất mà giết nhau như vậy quý vị. Và với lại Thông kể cho quý vị một cái câu chuyện mà 6 năm về trước. Quý vị cũng biết Thông ở vùng Hotham Valley, thì Thông cũng thích, không cũng đầu tư nhỏ nhỏ thôi. Nhớ có một lần là có một cái căn nhà như đời 90 mấy anh, đời 90 mấy đúng không? Đời chín mấy đó, cũng khá mới lắm. Mà nhà 3.200 square feet, đắt 7.000, đẹp quá. Mà sao lúc đó chỉ giá căn nhà là 1.3 triệu, mà sao mấy người list con 1.1 triệu? Mốt mấy à, 1.1 triệu mốt mấy. Mà cái cô list đó là cô list người Việt Nam mình nha, list ngay trên là người Việt Nam nha.
rồi ông đi coi, rồi cổ kêu rẻ kêu mình mua, mà cổ không có disclose cho mình luôn nha. Thì mấy vị biết là thông chẳng có chút chương là không, hình như là cái căn phải không? Và ở đây đó là cái ông Mỹ ông Lý, sau này cái căn có một căn khác thì cô Việt Nam, cái căn đó ông Mỹ ông Lý. Ok, đúng là ông Mỹ không disclose luôn. Mà như quý vị không biết rồi, giờ cái thông cũng cho quý vị có một câu luôn. Lúc mà quý vị mua nhà vậy, mà quý vị người nào mà concern về người chết hay gì vậy, cứ hỏi người neighbor để là biết hết. Không cần đi điều tra vậy, cứ gõ cửa neighbor hỏi giùm, tôi muốn mua một căn này, căn căn bên đây mấy năm nay có ai chết hay từ xưa vậy? Quý vị có nghĩ có ai chết không? Thì người ta sẽ nói, người Mỹ ta nhiều chuyện lắm chị. Thật ra là người ta nói, nhưng mà đôi khi cái người mất mà thật ra ở bên Mỹ này nói là nói những gì người ta biết thôi, chứ còn cái chuyện mà có người mất hay không, đôi khi bên đây mình sống rất kín đáo, đôi khi người mất ở trong nhà chứ hàng xóm họ cũng không biết, nhưng mà nếu họ biết là thật sự mấy người hàng xóm họ nói hết cho mình rồi. Lúc đó là Thông thấy cũng hơi thế, Thông đi tới nói là Thông cũng gõ cửa người hàng xóm để Thông phai đào ra đó. Cái căn đó là có một người như tự dặn ở phía không, hình như là cái không phải tự dặn mà là người chồng. Tại người chồng á, hình như là bắn cái người vợ chết rớt xuống cái hồ ở đằng sau nhà đó. Là cái lúc tại Trúc biết chi tiết là tại vì Trúc là cái người hỏi cái ông ấy trành. Thông thì Thông chỉ giống như hỏi hàng xóm thôi, nhưng Trúc nghe cái tin cái câu đó là từ cái người listing agent. Trúc chưa hỏi, nó hỏi thẳng cái người listing agent. Mà thật ra nó cái căn nhà nó dày quý vị, cái căn đó nó cứ lên thị trường rồi người ta mua rồi người ta lại bác ra, rồi thậm chí không phải bác ra không mà có người mua ở một thời gian ngắn họ lại bỏ lên thị trường, họ bán tới bán lui hoài quý vị. Thậm chí người mua sau đó có người mua rồi họ ở không được, họ đi dọn đi chỗ khác, rồi họ đi dọn chỗ khác, họ cũng tự tử luôn quý vị. Đúng rồi, cái agent kia nó cũng tự tử luôn. Lúc cái bữa đó là Trúc Trương có hỏi ông agent, thì ông nói, thì Trúc Trương hỏi là cái lý do mất là làm sao. Thì ông nói, tao thật ra tao cũng nói thẳng với mày luôn, tại trong cái lúc ông list, ông chỉ nói là có người mất thôi, nhưng mà trên đó thì cũng chưa có cần mà giải thích cái lý do. Nhưng cái người nào muốn biết lý do thì có thể cứ hỏi thẳng cái người listing agent đó. Thì cái ông mới nói cho Trúc Trương biết là giống như là hai vợ chồng biết gây lộn hay là ghen tuông gì mình không biết, là cái ông chồng á, ông mới bắn cái cô vợ mới chết rớt xuống cái hồ ha, chết rớt xuống cái hồ đó. Rồi xong thì sau này á, bắt đầu cái nhà nó mới bán, nhưng chính ổng cũng nói ổng cũng bỏ lên thị trường ổng bán mấy lần, thì người ta cứ vô người ta bắt ra. Rồi thậm chí đó là khi mà sau này á, là những cái người khác về mua xong rồi lại ở thời gian ngắn lắm lại list với người khác bán, lại bỏ lên thị trường bán nữa. Chính Trúc Trương Thông Trần thích căn đó, Thông thì thích cái căn đó lắm, không phải Trúc chưa thích mà tính là Thông thích cái căn đó lắm, thành ra cứ kiếp trát cái căn đó hoài, cứ thấy sao cứ ra vô lên thị trường hoài. Tại vì Thông làm trong nghề cũng thấy nó dưới 200.000 thì mình thấy con số là mình phải rồi. Thì chính vì vậy đó quý vị biết ha, cái xong rồi đó thì làm cái Trúc Trương mới nói chuyện với cái ông agent cũ hồi trước list căn nhà đó đó, thì ổng mới kể như vậy. Ổng kể rồi ổng nói không những mà hồi trước tao bán rồi người ta bác ra, rồi khi bán cho người khác rồi người khác lại mướn agent khác bỏ list lên thị trường lại á, thì là cái người mà hồi xưa mua căn nhà, cái người mà hồi xưa lúc ổng list á mà mua cái căn nhà đó đó, ổng biết ổng vẫn còn liên lạc với cái người mua đó. Thì cái người mua đó khi mà ở căn nhà nó không biết một thời gian sau đó là lại bán, họ không biết họ bị cái gì á, họ ở không được, họ mới bán cái căn nhà đó, rồi họ mới dọn đi họ mua căn nhà khác. Thì ổng được biết, ổng liên lạc với cái người đó đó, người khách hàng đó đó, khi mà dọn qua căn nhà khác không biết sao sống cô không được, quý vị, tự chận chết luôn. Đó là nó cứ liên quan tới cái căn nhà đó. Mà trong khi đó Thông Trần thì lúc mà đầu tiên mà bỏ lên thị trường đó, Thông Trần cứ nói là thấy nó rẻ hơn thị trường, đúng không, cứ thích. Nhưng mà Trúc Trương khi mà Thông Trần đưa cái hình nói cái list này, anh thích căn này lắm mà mình mua căn này được nè,
Mà lúc đó cái chú Trương nói, chú Trương nhìn trên cái hình thôi, mình không biết mình có cái feel là gì, mình chưa tới đi coi căn nhà đó nữa. Chỉ nhìn trên cái hình thôi, chú Trương thấy cái hình cái nhà này cũng được, cái khu thì quá tốt rồi. Mà hả, cái nhà, cái bếp nó không biết làm sao, không có cửa, không phải cái bếp mà chỗ cái phòng ăn đó quý vị, formal dining room á, cái nhà lớn như vậy. Mà tại sao cái formal dining room nó kín bít, nó không có một cái cửa sổ, nó làm sao nó ngợp, nó tù túng lắm. Chú Trương chỉ nhìn trên hình thôi, cảm giác là không thích cái nhà đó. Mình chưa có đi coi mà mình đã không thích, nói thôi không mua, không thích căn này. Cái mà Thông Trần nói, dạ anh đi rồi, anh đi coi open house rồi, thấy nó được lắm. À, thấy nó cũng đâu có sao đâu, mà mặc dầu chú Trương chưa đi coi mà giống như mình có cái feeling sao, mình không thích căn đó. Với lại một phần nữa Thông kể là cho vị, thường ngành địa ốc là vợ chọn, mà là vợ lại thích làm ngành địa ốc. Còn Thông thì lúc đó vẫn còn đi làm job, mà Thông thấy vợ đi làm địa ốc là hơi nguy hiểm, tại Thông cũng đọc cái nhiều bị này bị cướp bóp, bị hiếp dâm, bị nợ, nên Thông cũng sợ vợ đi mình, nên Thông cũng đi học cùng vợ luôn. Rồi xong á, thường thường những cái open house là Thông là người đi open house, tại vì nói ra là thường mà hai chồng mà rảnh á thì hai vợ chồng đi open house, mà lúc mà hai vợ chồng mà rảnh mà bí gì á thì Trúc đi show nhà, Thông là người đi open house. Không nhiều, đi open house nhiều căn nhà lắm, không cũng gặp cũng nhiều lắm. Không có những căn nhà không vô không thấy là mình cảm giác không có lạnh, cũng hiểu sao không có cái giác quan gì đó. Mỗi lần mà trước cái gì đó mà không cảm giác lạnh, không biết là cái căn nhà này có vấn đề. Mà cũng không phải một căn, cũng nhiều căn lắm, có những nhiều căn á không vô. Tôi biết việc cũng biết mà, có những căn nhà thì bán chạy, người ra nộp ra nó vô thì không có nói gì. Có những căn á, hiu quạnh lắm, lâu lâu một nửa tiếng mới có người vô, hay là hai tiếng mới có người vô. Thâm mình ngồi trong nhà có một mình thì nó lâu, thì mình đợi đó mình cũng thiêu. Thường thường mới biết việc ở một mình thì thiêu. Có những căn á, thì không gặp, thiệt là ma, không bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ gặp trong mơ thôi. Thiêu rồi thì cũng có nhiều người đuổi Thông Lan. Ồ vô đuổi, tại sao mình vô đây mình làm gì, đuổi Thông Lan thì Thông dính vậy. Thì Thông cũng nhân giái, Thông thì tạo Phật, Thông nhân giái thì cho con mình đi, không bán được căn nhà này, Thông không sẽ kiếm được người khách tốt để mua được mua căn này cho quý vị. Thì cũng vậy, thầy Thông cũng là tại sau đó những cái nhân gian giấy như vậy thì người ta cũng để trong yên. Có một lần có một cái căn nhà không hiểu, không mơ nha quý vị, có biết không, sách Thông ra ở chỗ máy rửa chén á, lấy dao chặt đầu Thông, không hỗn loạn, nó giật mình lại ở nấy chặt trong mơ, mà y chang cái cảnh tượng, y chang trong nhà đó luôn, y chang luôn. Thông thấy cũng bình thường thì Thông ngủ lại họ lại kéo Thông dậy nữa, tính kéo vô nữa. Lúc đó bữa đó là Thông cũng quán hồn luôn, là thật như vậy, không dám ở trong nhà đó, open house chỉ ngồi ở ngoài sân thôi quý vị. Rồi từ sau đó đó là Thông đi đâu á, Thông cũng đeo, lúc đó open house Thông đeo một mặt nợ ở phía trước. Rồi lúc mà vắng á người á thì Thông lại mở cái trong phone thì mình mở kinh Phật, thì mà vậy mà ok chứ gì. Mà nếu mà những mà không mở ra đó, có những căn á nó hù mình lắm, mình sợ lắm. Cái đó là cái kinh nghiệm của Thông Trần đi open house, tại Thông thường đi open house một mình hay hoặc là Trúc Trương đi chung, không chứ ít khi nào Trúc Trương open house một mình lắm quý vị. Cái nó có nhiều căn ở xa thì Thông Trần open house một mình. Còn bây giờ cái kinh nghiệm của hai chồng lại thêm một cái căn nhà khác nữa quý vị nha. Một cái căn nữa. Khác một căn khác đó là nó ở ở thành phố, hình như là Westminster ở đây nè, ở đường Midway. Nó hình như Westminster mà ở trong khu, cái nhà nó single house nhưng ở trong khu thì nó không có đất quý vị, chỉ không đất 2-3 ngàn. Không nhớ là cái căn đó hồi lúc là 600 mấy, mà 600 mấy, đúng rồi, mà 600 mấy, 500 mấy đúng không, dưới 100 ngàn nữa.
là bệnh, cái căn là cái bệnh của thông nữa. Đúng rồi, cái căn đó là 600 mấy ha, mà nó ở trên chút chương chỉ nhớ là trên đường Magnolia thôi, nhưng mà bây giờ quên là cái góc nào rồi, nhưng nhớ nó nhà nó ở trong khu có cổng đàng hoàng. Đi vô cái xong rồi cái đó là có cái người listing agent, đó là người Việt Nam list căn nhà đó, nhưng mà căn nhà đó hình như không phải là chủ là Việt Nam, là người gì đó, người hình như người Ấn Độ gì đó, Do Thái hay người gì đó, không phải là người Việt Nam, chủ thì không phải Việt Nam, nhưng cái cô listing agent là người Việt Nam. Rồi xong cái đi vô trong cái cổng, những căn đó hình như cũng mới cái đời sau này á, thành ra cái lúc mà mình vô cái GPS mình đi nó không tìm đường ra, đúng không? Không tìm ra được, không giống như nó chỉ không đúng. Mà cái... mà lúc cũ là căn đó nó trước mặt mình luôn, mà mình cũng thấy nó luôn. Nó vậy quý vị, thay vì mình đi vô cái GPS nó chỉ như vậy vậy, tới đó sẽ quẹo thế này kia, mà nó chỉ tại vì cái địa chỉ mới thì nó không có nó không vô tới đó là nó không có rõ ràng nữa. Rồi cái xong rồi cái chú Trương với Tông Trần đã chạy pass qua cái căn nhà đó rồi. Cái số nhà nó giống, đúng không? Cái số nhà nó giống, chứ nó chỉ khác cái tên đường thôi, trong cái khu nó ngộ vậy đó. Cái số nhà nó giống y chang à. Cái mình không để ý, mình pass qua cái đường đó rồi. Cái xong cái tình cờ mình chạy qua cái hướng bên đây à, cái đường bên đây rồi đường bên kia đó bị. Cái đường bên đây mà cái số nhà giống y chang. Cái mình nói thôi chắc căn này rồi ha, mình nhìn cái số nhà mà mình không có nhìn, tại khi mà vô trong mấy cái nhà khu có cổng á, cái đường nó nhỏ, cái tên đường nó cũng nhỏ, mình cũng không để ý, mình nghĩ là cái số nhà nó vậy thôi. Cái tình cờ mình vô lộn cái căn nhà của một người Việt Nam, cô chú Việt Nam đó đó, thì cái cổ mà mình mới gõ cửa luôn, thông chân gõ cửa vô luôn đó. Ủa sao căn này bán, mình còn nói ủa sao căn này bán, không thấy để cái sai, thành ra làm mình tìm hoài không được. Cái thành ra mới vô gõ cửa, thấy có người ở trong nhà, mình vô gõ cửa, thì Thông Trần mới vô gõ cửa ha. Cái cô đó cổ mới mở cửa ra, thì cái Thông Trần nói là ủa cô, con có hẹn đi coi căn nhà đó đó vậy bán với giá vậy mà con không thấy để cái sai, cái thành ra cô có cho con vô coi hay không không. Cái cổ nói chứ ủa nhà tôi đâu có bán đâu. Nhà tôi không bán. Nói, ủa nhà cô bán mà cái số nhà này mà và địa chỉ ở tên đường này, cô nói chắc lộn rồi à, cái đường này là cái đường ở dưới đằng sau, cái dãy đằng sau nhà tôi, cái số này giống nhưng mà không phải đúng tên đường, hai anh chị chắc là lộn nhà rồi, nói không lộn địa chỉ rồi. Cái cổ vậy cô biết cái đường này nó nằm ở hướng nào, cái cổ mới chỉ đằng sau lưng nhà cổ là cái dãy khác đúng không. Cái cổ mới chỉ, thậm chí không những chỉ mà cổ còn nói thôi cứ đi theo cổ dắt lại căn nhà đó, tôi biết cái căn nhà này đang bán. Quý vị cũng nhờ tình cờ mà lộn như vậy, quý vị lộn địa chỉ đúng vô cái người này, họ chỉ mình tới đúng cái căn nhà đó. Cổ còn kể luôn cái căn nhà đó là bị giống như cái căn đó là cái người chồng giết người vợ luôn ha, hay như người chồng ngoại tình vậy đó. Ngoại tình rồi xong mà giết người vợ. Mướn người giết không, người vợ. Hình như là ổng ghen tuông cái ghen gì bà vợ đó, ổng mướn người tới hình như là cắt cổ ha. À, cắt cổ. Cắt cổ cái người vợ luôn. Ở trong phòng tắm của cái master bedroom á, mà trong cái master bathroom á, cắt cổ ở trong phòng tắm. Quý vị mà cái nhà đó cái là cũng cái đẹp đó. Nhà cũng đẹp. Cũng đẹp cũng mới. Mà lúc đó cái người hàng xóm họ kể trời cô hai người đi mua căn nhà này hả? Cái căn nhà này là có người giết nhau chết, còn cái ông chồng còn đang ở trong tù. Bà kể hết trơn luôn quý vị, cái bà hàng xóm á, bà kể hết trơn. Cái nói trời ơi, gan vậy ha, mua căn nhà đó như vậy vậy. Trời ơi, bà kể hết trơn là mình biết đó, chứ còn xong rồi cái tới nơi cái căn nhà đó, bà nói rồi có muốn vô con. Lúc đó tình cờ đó là cái người listing agent hình như họ cũng đang show nhà cho ai đó. Nói show nhà cho người nào đó rồi cổ cũng nói là có muốn vô coi không. Cái là hình như lúc đó Trúc không coi nhưng mà Thông Trần đi vô dạo vòng đi ra thôi. Dưới à, không lắm, không nhắm về nữa trên. Đi dạo vòng đi ra. Quý vị là cái trải nghiệm là hai căn. Quý vị biết không, không hiểu sao á, Thông với Trúc á, lúc nào mà có căn nhà nào mà có vấn đề á, tự nhiên nó xui xẻo. Có cái gì báo trước cho mình ha? Có cái gì báo chứ hay linh tính hay làm gì trục trặc ngộ lắm. Là lúc đó hồi cũng phải ra rồi. Mà thiệt tình anh không nói này với quý vị luôn. Chẳng đây không nói đâu. Có những agent đã biết mà người ta không nói cho quý vị luôn. Mình đã giấu giếm luôn. Là miễn sao là bán cho nhanh cho đủ.
có tiền gì vô túi người ta đủ. Thì thật sự là do cái người ấy cho nó thôi, nhưng mà có cái là trên giấy tờ cũng phải disclose thôi. Cũng phải disclose. Mà có nhiều agent ta chịu cái risky á, cũng như là mạo hiểm á, tao nhưng mà tại vì thật sự có những cái mất mà mất bệnh mất già thì cũng không sao, không cần nêu lý do. Nhưng mà cái vấn đề mà giết nhau hay hoặc tự tử đó quý vị, là phải báo cho người ta biết đó, phải báo cái lý do. Chứ còn bình chết bình thường mình không cần nói lý do, mình chỉ nói là người ta bệnh chết thôi, bình thường thôi ha. Hay hoặc người già người ta mất, chứ còn những cái criminal, những cái mà giết nhau tự tử, những cái này kia mà ghê gớm như vậy mà ai cũng biết, thì cái đó phải disclose cái này. Cái người đây trong cái YouTube này thời gian không có nhiều. Nếu quý vị có người nào sau này mà quý vị nào mà có cơ hội hợp tác với Thông để đi mua nhà cửa, trong thời gian đi tìm nhà Thông sẽ kể cho quý vị thêm những nhiều câu chuyện về cái trải nghiệm nha. Cái này là thực tế nha, chứ không phải đâu, không chẳng chút chương mà không bịa chuyện ra đâu. Cái này là có nghĩa là kinh nghiệm tự nhiên mình đưa đẩy cho mình tới, mình thấy như vậy, mình cảm giác như vậy, với lại cái feel lên mình vậy luôn. Con giống như có nhiều người khách thì họ hay đi coi nhà, họ hay dắt con nhỏ theo á, thì họ giống như họ nói là để họ coi cái cảm giác của mấy đứa nhỏ như thế nào, nếu nó không thích là họ không mua. Có nhiều người kỹ tới mức vậy. Đúng rồi quý vị. Quý vị chút nói lại, không lại nói cho, nếu quý vị mà mua một cái căn nhà, quý vị có một trẻ bé, em bé, mấy em bé trẻ, nhỏ tuổi, hoặc là chó, quý vị cứ bồng theo chó. Mỗi lần một căn nhà nào mà có cái gì á là chó nó sủa như lắm. Nhì á là mấy người nít á, mỗi lần mà vô á mà có gì á là em hiểu, mà hình như mấy đứa nít á nó nhìn thấy hết luôn rồi. Nên cái đó là cái mà an mà, toàn nhất cho quý vị. Mà thật ra ở bên đây người ta đi coi nhà, người ta không muốn cho chó vô, người chủ nhà không muốn cho chó vô, chỉ con nít thì ok nha quý vị. Không ha. Có mấy chó nhỏ bồng trên tay thì nhiều khi nhà trống thôi, chứ còn nhà mà có người ở thì người ta ngại, người ta không có muốn đâu ha quý vị ha. Thì cái đó là những cái trải nghiệm của Trúc Trương và Thông Trần về những ngôi nhà, những căn nhà mà có người chết, người mất nha quý vị ha. Thì tùy mình, tùy tôn giáo hay hoặc tùy cái kiểu mà cái niềm tin của mình đó quý vị, tin có hay không thôi. Chứ còn thật ra những ngôi nhà cũ thì qua bao nhiêu đời, mấy chục năm thì đương nhiên cũng phải có người già, người mất thôi quý vị ha. Thậm chí có mấy cái chỗ mà chỗ chôn người giờ lạc sạc lên cắt nhà luôn. Chúng ta còn không sợ. Thì thật ra là chỉ do mình lúc mình ở có giống như mình ở mình không có cảm giác gì lạnh lẽo hay gì thì mình cứ bình thường đó quý vị ha. Thì thật ra là mình không biết trước được đâu. Thì đôi khi nhiều khi những cái nhà mới đó mới xây thì đâu biết hồi xưa nó là cái đất, hồi trước nó là cái gì mình đâu biết, chứ đừng nói là những ngôi nhà mới xây. Đó là tất cả những cái gì mà kinh nghiệm của Trúc Trương và Thông Trần đã trải qua những căn nhà có người mất hay hoặc những cái feeling, nói chung là về vấn đề tâm linh thôi quý vị ha. Thì nếu như mà quý vị cảm thấy cái video này cũng interesting thì cho chúng tôi một cái like, một cái share, cũng như quý vị mới cho subscribe để có thêm những cái video kế tiếp hay hơn. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thông cũng chúc xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày niềm vui và nhiều may mắn, nhất là mùa Halloween này, enjoy với gia đình nha.